chào Seattle Super Reader. Đúng rồi, tôi đang nói chuyện với bạn. Bạn đang làm gì trong mùa hè này? Đi công viên? Chơi bóng? Vậy đọc sách thì sao? Hãy để sách đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu. Đi qua những địa điểm mới, gặp gỡ những người bạn mới. Lập nên một siêu năng lực của bạn bằng cách đọc sách mỗi ngày. Và hãy trở thành một Seattle Super Reader. Tôi muốn bạn gia nhập đội. Muốn được biết thêm, hãy yêu cầu một người lớn vào trang web của Seattle Public School. Hãy cùng đọc.